Hello anh em, chào mừng anh em trở lại tiếp tục với series mỗi ngày chỉ nạp 20k game đảo kho báo nha anh em. Ở video này thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục. Đầu tiên thì sẽ nói chúng ta đập vào game 20k tiếp anh em. Mình đã để sẵn trong cái tài khoản xu này 60k, chỉ nạp 3 ngày đầu tiên để mình xem thử là với chỉ nạp 20k mỗi ngày thì mình có thể là ăn full được sự kiện thâu tóm hay không nha anh em. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiến hành nạp tiếp thôi, 20k tiếp tục. Ok, ở cái ạc này mình chỉ có một cái tài khoản thôi, cho nên là nó không có sợ bị lộn. À, anh em đã nạp cái gói không đồng chưa? Đây cái gói ưu đãi không đồng anh em, hôm qua thì mình đã nạp vô rồi. Thì cái gói này nó gồm có là 1.000 bia thùng, đó là 1.000 bia, 100 lộng 10 SP trận pháp cao với lại ngọc 1.000 bia 10 SP trận pháp cao là 1.200. Đã anh em nào chưa nạp thì vô nạp ngay vào luôn nha. Rồi ok, mình đã nạp cho xong rồi, bây giờ anh em chúng ta sẽ tiến hành cái đợt này mình đen quá anh em, đợt này mình đen vải trưởng, nó không có sự kiện nạp siêu cấp nè. Bởi chỉ có nạp siêu cấp thì ok quá anh em, con lành củ hành luôn á. Trời ơi, 15.000 đá cổ ngọc không vô được gâu dơ anh em à, đen vải trưởng. Như đợt trước mình chơi anh em thấy không, mình quất phát vô hẳn con gâu dơ luôn, hên ghê gớm. Hôm nay anh em chúng ta sẽ làm gì tiếp đây? Đăng nhập ngày thứ hai sẽ nhận được Moria với lại bia ngọc với lại cái đắc cường quá. Hôm nay hấp diêm mấy con nông dân đó đã anh em. Hôm qua thì mình show cho anh em xem ngày đầu tiên là mình lên được 100m được chiến rồi anh em. Hôm nay nếu mà mình lên được 70 có thể là mình sẽ lên được cả B được chiến anh em. Gáy gì thôi chứ chắc lên không nổi đây nè. Với điều kiện mình phải chơi sự kiện thâu tóm mắt quỷ thôi. Chắc là mình sẽ chơi sự kiện thâu tóm mắt quỷ trước anh em. Để giờ đua top thì cũng không lại mấy các bạn kia rồi. Đây 900 mấy hết trơn rồi trời. Ôi, mình tụt xuống tới cái hạng 6 luôn rồi anh em ơi. Mình nghĩ là chắc mình ăn ở cái mốc cuối cùng cũng được anh em. Mốc cuối cùng lấy 10 cái mảnh bản đồ thôi được rồi. Không cần phải nhiều đâu, nó nhiều quá xài không hết anh em ơi. Gáy gì thôi. Chứ cũng khá là cần thiết anh em. Nhưng mà mình dạng như mình đua top nạp ít hơn mấy người khác hết anh em, thì mình cũng đừng có chú trọng tới cái việc lấy cái top đó. Tại vì mấy ông đó ổng nạp kinh quá, cho nên là anh em muốn lấy cái top 1 cũng đuối lắm. Vì vậy mà anh em chơi sớm mà anh em lấy bia đó, anh em quét nhà, quét nè, ải nè, kiếm đồng hồ cát, anh em chơi tiếp sự kiện thâu tóm để có thể là full được cái sự kiện thâu tóm thôi. Chứ anh em đợi tới ngày cuối là anh em quét không ổn anh em à. Anh em đợi đấy kết thúc cái sự kiện đua top mà anh em mới quét á thì nó sẽ thọt lắm. Ồ, được một cái gương trang bị ánh sáng nữa nè. Đây xíu mình sẽ đè úp đồ cho con A lên luôn anh em ơi. Bia 3 thùng. Và hôm nay anh em chúng ta sẽ tiếp tục chinh chiến thôi sự kiện. À, nạp nhận được 10 cái chiêu một định vàng luôn, bia 1.500. Luffy. Đây, Luffy. Ngày xưa mới đầu game mấy anh em đi xin code em, ai có code Luffy Gear 4 không cho mình xin với, ai có không xin vải trưởng vui lắm nè. Nhớ lúc đó vui lắm, và tự nhiên em nó bị nép một cái không ai xin hết trơn em, nghỉ luôn. Chứ đầu game Luffy bá đạo anh em ơi, búng một phát là chóng này, đấm một phát là coi như là rút gần hết ống máu của tem bên kia đúng không em, ngon vải trưởng luôn á. Mà không biết giờ chừng nào em nó mới bắt đầu quay trở lại với meta ở đây, giờ toàn là mấy con tướng mới không à. Kaido thức tỉnh cũng khá là ok nè. Rồi con Gozer cũng được fit lại skill đó, khả năng đấm thẳng vô phần trăm HP luôn. Nói chung là cái skill nào cũng ngon hết anh em ơi. Rồi anh em chúng ta sẽ tiến hành quay đây. Được mới chiêu một định vàng nè. Phẹt. Ôi vô bia anh em ơi. Được mười mấy ca bia nữa. Mấy ca bia này chắc không thể nào mà nó thể ăn full được sự kiện thâu tóm mắt quỷ đâu anh em. Đuối lắm nha, không phải đùa đâu anh em ơi. Nghĩ là mình phải chơi chứ cái sự kiện thâu tóm ác quỷ này trước mới được anh em à, mới có thể là ăn full được cái sự kiện này, chứ không là không kịp anh em. Đợi đua top sẽ không kịp đâu, phải ăn cái này bỏ cái kia thôi anh em ơi, phải bỏ cái sự kiện đua top thôi. Đây chiêu một lệnh vàng được thêm 38 nữa. Bây giờ anh em chúng ta sẽ qua tới cái lễ tết. Nhận luôn hình xăm 7 sao. À chiêu một lệnh vàng, chiêu một lệnh bạc, bia nữa. Được 14k mấy thôi anh em, 14k mấy bia thôi. Mình được thêm một cái hình xăm 7 sao nữa anh em. Ủa nó mất tiêu rồi ta. À nó có sẵn luôn rồi anh em. Bây giờ mình chỉ việc trang bị vô cho con tướng mình thôi. Mihao anh em à.
dở ra gắn hình xăm 7 sao vô. Cường quá lên. Lộn lộn lộn, cường quá lộn hàng. Lộn tí xíu nè em. Đó, ok, xong nha. Lên được bao nhiêu được chiến đó ta? Wow, chỉ có được 109M thôi anh em à. Chỉ lên được tí xíu 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 thôi chứ không được nhiều. Rồi, anh em chúng ta sẽ xem thử. Wow. Mình sẽ đè đập hết cho cái vũ khí của con A lên luôn anh em à. Vũ khí con A lên luôn. Khi nào mình có đồ chơi mình sẽ dồn hết cho con A nha. Đó, đột phá lên luôn anh em à. Mình nghĩ chắc lên được 7 sao rồi á. Đây, vừa đủ 7 sao anh em à. Vừa đủ luôn á. Cường quá là hết anh em à. Hết siêu quách rồi. Rồi xong. A tạm thời thì mặc đỡ cái bộ này nha anh em. Chứ thực sự là con A mình sẽ mặc cái bộ đồ là bộ Zugo anh em. Mình sẽ mặc bộ Zugo. Hôm qua đua top như thế nào đây. Hạng của bạn là hạng 6. Đó, lụm luôn. Wow, được cái chiêu bộ lệnh vàng nữa chứ. Hạng 6 là được cái gì ta. Một cái chiêu bộ lệnh vàng thôi anh em à. Đó, rồi được thêm một cái chiêu bộ lệnh vàng nữa. Nạp, à quên nhận cái quà ở trong đây anh em. Quên nhận quà ở trong đây. Rồi, quà ưu đãi hàng ngày, nhận luôn. Đó, lụm luôn. Quá ngon anh em, còn chỗ nào để có thể là nhận quà đấy không. Ngày thứ hai điểm danh luôn, trụ ấn. Thôi, để sau đi. Anh em chúng ta sẽ vô và tiếp tục. Mình sẽ để dành bia lại để xíu mình còn quét anh em. Để dành ngọc lại, mình sẽ để dành lại một mớ ngọc để xíu mình quét luôn. 2k đi, mình sẽ để dành lại 2k đi. Tiêu thêm 5k nữa để có thể là ăn cái này. Rồi, ok. Bây giờ anh em chúng ta sẽ tiến hành úp bật khung cho mấy con tướng thôi anh em. Đó, thì bây giờ mình sẽ tiến hành úp bật khung cho con A lên trước. Hôm qua mình rảnh mình ngồi mình muốn sạc háng luôn anh em. Để mà đi dược ải á, tốn thời gian vải trưởng. Nhưng mà không, bù lại thì mình đã kiếm được đủ đủ cái chiêu mộ linh vàng để mà hôm qua chơi đủ mốc 100 cái chiêu mộ linh vàng trong ngày đầu tiên. Thì anh em chịu khó thôi, cần cù bù siêng năng. Có làm thì mới có ăn. Đó. Rồi xong, lên được cái bạc khung cho con A. Tiếp luôn nha anh em. Mình sẽ dồn, mình sẽ nuôi A luôn anh em à. Mình sẽ nuôi A luôn chứ mình không nuôi mấy con kia trước. Cứ nuôi A đi anh em, rồi anh em sẽ thấy nó sẽ ngon cỡ nào. Khi nào mà có mấy con tướng khác thì mình mới nuôi sau. Khi nào mình có được Sanji rồi sẽ thêm Sanji trong cái đội hình đó. Bỏ con gâu trắng đó nha anh em. Bỏ gâu trắng ra lấy con Sanji vô. Rồi được một món. Đó, quét hết cái đống này luôn. Cũng khá là tốn nhiều thời gian đó anh em. Cái đoạn nào mà tốn thời gian quá mình sẽ tua qua cho nó nhanh xíu. Để không thôi cái video nó dài toàn lòn như cái chân cầu Sài Gòn vậy đó. Thì mình sẽ làm hết đầy đủ chi tiết nguyên ngày luôn anh em. Rồi sau đó mình sẽ up lên cho anh em xem. Ngày hôm qua ngày hôm sau mình sẽ up lên cho anh em xem. Chứ mình làm lỡ cỡ là cỡ có tí xíu mình up lên cho anh em xem thì nó không có chi tiết lắm anh em. Mỗi ngày mình sẽ làm những cái gì nha. Đây, mình sẽ làm những cái gì hấp dẫn thì mình sẽ quay lại và sẽ up lên cho anh em xem. Ok. Không được hả? Không được thì mình ra ngoài này mình up lên. Đây, mình đã lên được 70 rồi. Bây giờ sẵn ở đây mình sẽ up cái thiên thư cho anh em xem luôn. Wow. Đầu tiên là mình sẽ up cái thiên thư của hải tặc lên trước nha anh em. Cường quá hải tặc lên trước. Bây giờ thì mình không có đủ đồ chơi để mình đột phá lên đâu. Không có ngọc anh em. Chắc là ngày mơi hoặc là mình ăn cái sự kiện thâu tóm xong. Còn dư ngọc thì mình sẽ đột phá cái full anh em, full lép này. Danh sách tướng nè. Đây bây giờ up mấy con tướng là lên 4 sao thì nó sẽ kích hoạt. Ôi trời, ít cái hồn đăng sau tướng rồi ta. Trời ơi, chỉ được lên được có 3 sao anh em xem thử con nào lên được 4 sao anh em úp nha. Đây giống như thằng Usopp mà có thể lên được 4 sao nè. Thì mình sẽ úp cái con bộ này lên 4 sao thì mới kích hoạt được cái thiên thư nha anh em. Ừ, có nhiều anh em vẫn chưa biết cái vụ mà chú Linh cái hình xăm nữa. Nhờ cái bạn nói nhờ cái video đó mới biết được cái tính năng đó anh em à. Thì những anh em nào mới chơi có thể là tham khảo thử mấy cái video nông dân của mình. Nói chung là mình làm khá là chi tiết và đầy đủ cho mấy anh em luôn. Còn cái phần nào mà bị thiếu anh em mà thấy mình không có làm á thì anh em cứ comment bên dưới để mình bổ sung thêm trong các video sau nha. Hoặc là trong các cái series sau á để chi tiết hơn cho mấy anh em mới chơi có thể là tham khảo thử. Game này mà hack được thì cũng lại luôn anh em. Game này nó không có hack, có hack speed thôi anh em. Hack speed thì tất nhiên là anh em sẽ bị auto khóa ạc, mà hack lộ liễu anh em sẽ bị khóa ạc thôi. Hack speed thì anh em có đừng tìm nè, nó không có đâu anh em. Chỉ có những anh em truyền tay nhau mới có được thôi. Anh em muốn lên mạng tìm thì không có đâu anh em à. Rồi, ok. Xong.
Hatsibit thì để chia em biết không, nó chỉ tăng cái tốc độ lên thôi, chứ nó cũng ngoài ra nó cũng không có gì hết. Tăng tốc độ lên thì AD có thể là quét thấy được anh em có những cái bất thường trong cái vấn đề tốc độ của của cái quá trình anh em chơi, là nó sẽ cho anh em một vé bay luôn nha anh em. Bay ạt luôn và ngay luôn, chứ không có ban sương sương giải trí vài bữa họ thả anh em ra đâu, ban luôn anh em à. Khá là nhiều người bị ban này, cho nên là anh em đừng có nên chơi dại mà chơi cái đó. Rồi ok, vậy chi mà có ngày cái ngày chủ nhật anh em, phải ngay ngày chủ nhật ha, thì anh em chúng ta sẽ có thêm cái shop giảm giá đặc biệt này kia các kiểu nữa, quá là ngon. Bây giờ thì mình không có nguyên liệu để mình giám định đó anh em ơi. 72 cái chiêu mộ linh vàng rồi nè. Wow, để mình xem, đợi cái móc chiêu mộ linh vàng ấy, chiêu mộ đặc biệt ở đây thì mình được 2k ha. 2k là mình còn thiếu tới 100 nữa anh em à, mà mới có 7 mấy thì đâu có đủ. Ở đây thì 66% nè, mình dư sức mình ăn được cái móc này anh em, dư sức được 1500 ngọc nè. Ở đây 58% 1k7, mình dư sức ăn cái này luôn anh em, mình dư sức ăn cái này mình sẽ lượm một đống ai luôn. Còn cái nào mình có thể ăn được hay không anh em, hết rồi, 66 với 58 này mình chỉ ăn được hai cái này thôi, còn lại thì thua. Ăn mấy này xong mình sẽ chơi sự kiện thâu tóm mắt quỷ, sau đó mình sẽ giết thôi anh em. Rồi xong mình sẽ đi khiêu chiến bắt tổ đội, rồi sau đó mình qua thủ tàu chiến, mình qua hải tặc ăn dặm. Đây hải tặc ăn dặm mình treo cũng được vài chục trăm ngoài tầng. Rồi tìm kho báu, tìm kho báu chưa đi nữa anh em, sau đó là đi nhà ngục Impel Down. Đây nhà ngục Impel Down thì khá là ngon nha anh em, chịu khó đi nha, đến cái tầng sau luôn, chịu khó đi cái nhà ngục này anh em. Nếu mà anh em dư ngọc quá thì anh em mua con nhỏ bán hàng đa cấp này, mua mấy cái gương trang bị bóng tối, hoặc là anh em thôi khỏi đi, mình xíu mình sẽ chơi cái sự kiện thâu tóm mắt quỷ là mình được cả nùi gương anh em à, xài học hết luôn á, cho nên là cũng không cần phải mua trong cái nhỏ này đâu. Tốn ngọc thêm 500 ngọc mới được con gương thôi anh em, 800 ngọc có thể được hai gương, lâu lâu nó bán hai gương với giá 800 ngọc, nó bán sale off anh em, hàng sale mà, hàng đa cấp anh em, trả giá cỡ nào cũng bị dính hết trơn á, cho nên là anh em yên tâm đi. Cái này nó lâu lâu cái nó bị văng ra ngoài, tính mình thua cho mình về thành dưỡng sức luôn anh em à, không phải chưởng rồi đó, lâu lâu nó bị lắc một phát lít vô mình đánh, mình đánh xong nó văng ra ngoài tính mình thua, vậy là gọi như xong phiên. À, cái bùa truy nã, bùa truy nã đó anh em sẽ mở ra nhận được một con tướng cam tùy thích, anh em thích con gì thì anh em thích con đó thôi. Đó tầng 18 rồi anh em à, xíu mình sẽ hấp diêm con boss, như là con boss tầng đầu là con xanh tóc đỏ thì phải anh em, để xíu mình cho anh em xem thử nha. Hình như cái tầng cuối cùng là con dâu trắng, lần đầu tiên là như là con xuân tóc đỏ anh em ơi. Đây em gái bán hàng đa cấp SB skill. Thôi xíu nữa mình sẽ quét cái sự kiện thâu tóm mắt quỷ luôn anh em, khi nào mình quét thì mình sẽ quay cho anh em xem tiếp nha. Còn bây giờ thì mình để mình giải quyết xong con boss này xong đó đã, và sau đó mình sẽ tiến hành xả bia. Anh em nào mà chưa biết cách quét bia nhanh thì anh em cứ click vào nút X1 với X10 thì nó sẽ quét nhanh thôi anh em, nó sẽ hiện cái nút lên thôi. Đó, được một cái gương trang bị bóng tối anh em à, bóng tối âm u ám, 7 cái thùng bia, 33 chiêu mộ linh bạc, đây đá vàng, trời ơi đá cường quá, hội thành an toàn đi anh em. Sau đó anh em sẽ qua tới cái thằng thứ hai, anh em nhớ lít vô nha, lít vô thì nó mới có hồi thể lực cho anh em, hình như là không lít vô nó không có hồi thể lực đó anh em. Ok nhé anh em, bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ quét bia đây. Hôm qua ngồi muốn chỉ cái đồ lít luôn lên được cái chương 26. Rồi bây giờ mình sẽ up bật khung cho mấy con tướng của mình. Hiện tại bây giờ thì mình sẽ tiếp tục làm các cái nhiệm vụ hàng ngày nha anh em. Hôm nay thì mình sẽ làm xong, hôm nay mình đã làm nói chung là cũng quét được khá là nhiều ải, tìm kho báu nè, làm mấy cái nhiệm vụ linh ta linh tinh này kia các kiểu, up được chiến lên. Hiện tại bây giờ cái đội hình của mình đã lên được khoảng tầm 200m được chiến rồi anh em. Một xíu nữa mình chắc mình sẽ mở thâu tóm luôn anh em, mình sẽ mở hết cái sự kiện thâu tóm quỷ luôn, để mà xem thử là sẽ lên được bao nhiêu được chiến nha anh em. Mình sẽ chỉ ăn được mình sẽ ăn mấy cái top cuối của cái sự kiện đua top item thôi, chứ mình sẽ không có ăn full hết luôn. Để mình xem thử nha anh em, chứ bây giờ là nếu mà mình không chơi cái sự kiện thâu tóm quỷ thì mình nghĩ là mình sẽ không ăn full được luôn anh em ạ. Mỗi ngày nạp 20k cũng không có đủ sức để có thể ăn full được cái sự kiện thâu tóm quỷ nè. Tại vì nó không có cái sự kiện nạp siêu cấp anh em, đen vãi chưởng, đen kinh khủng khiếp. Rồi, ok. Khoan, anh em đợi xíu nha.
mình đi cũng được có 140 bạc anh em à. Mình sẽ nhận hết cái đống ngọc này cái đã. Sau đó anh em chúng ta sẽ lại xả bia tiếp. Không biết cái đống ngọc này có thể là xả hết được cái đống bia hay không anh em à. Đây, nãy giờ mình nhận được bao nhiêu ngọc rồi ta? Hồi trưa mình có đi liên đấu nhưng mà hồi nãy thì mình quên em, nãy mình không có đi liên đấu. Đây, mình xem thử. Oh, 2.000 mấy dư sức anh em, dư sức qua cầu rồi. Để em xem thử cái sự kiện vòng quay. À, cái vòng quay này mình chỉ còn khoảng 846 nữa là đủ rồi anh em ơi. Rồi, dứt nha anh em. Bây giờ anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục xả bia và úp bật khung cho con A thôi. Úp cho con A lên luôn. Và sau đó mình sẽ xả hết cái đống bia luôn. Rồi, xong. Tiếp. Đó, dồn sức mà nuôi con A nha anh em. Anh em cố gắng nuôi con A càng mập càng tốt. Chứ đừng có nuôi mấy con kia trước. Khi nào mà có Sanji thì úp thêm Sanji cho nó support thêm cho tem thôi. Còn lại thì anh em cứ đè con A ra mà múc thôi anh em. Rồi xong đủ luôn. Ghép luôn anh em à. Đó. Lên luôn. Rồi xong. Bây giờ sẽ up tiếp cái này không? Không biết có không nữa nè. À 27.1 thì mới được anh em ơi. 27.1. Bây giờ mình sẽ xem thử cái trên này ơi. Cái trên này có chưa nè. À, có anh em à. 25.7. Đủ luôn 27.1 thì bây giờ mình sẽ đi cái chương 27.1 thôi. Hình như là mình cũng tới rồi anh em. 26 anh em à, 26 rồi. Bây giờ anh em chúng ta sẽ tiến hành đi tiếp nha. Xíu nữa mình sẽ xả hết cái đống bia này, sau đó mình sẽ quét cái sự kiện thâu tóm mắt quỷ cho anh em xem thử như thế nào nha. Ok, sau cái thời gian làm Linh La Tinh Tinh thì cuối cùng cũng đã xả hết đống bia rồi anh em ơi. Đây, đột phá cái bậc của ai lên luôn. Lên được đỏ cộng 3 rồi anh em ơi. Đó, xong, up lép cho con A lên luôn. Wow. Không được lên một bao nhiêu lép, mát lép nè. Mát lép nhưng mà không có mở được cái skill lên hết. À, hết SP kỹ năng thôi anh em ơi. Xíu là anh em chúng ta sẽ kiếm thêm cái SP kỹ năng là được. Quên, cái vòng quay mình vẫn còn một lượt quay nữa anh em. Đúng là vô 10.000 SP chẳng phát đi nhưng mà không đâu anh em. Thế sẽ vô này nè. Ui, wow, trời trời trời. Đá chuyển quá anh em ơi. Quá là ngon luôn, mặc dù là mình cũng chả có cái gương nào để mà đổi hết. Như là cái đá chuyển hóa như là mình có thể dùng để mà đổi lấy cái gương Kaido thì phải anh em. Hình như là đây gương trang bị Kaido anh em à, mình sẽ đổi lấy cái vũ khí Kaido luôn. Nên lấy không ta? Mình nghĩ là mình nên lấy cái gương Kaido anh em. Nông dân thì mình chỉ nghĩ là nên lấy cái gương Kaido thôi chứ ngoài ra là cũng chả biết lấy gì đâu. Đây, lấy cái vũ khí Kaido, lấy vũ khí đỏ Kaido. Đó, phẹt, wow. Ôi, cây chì cây đô anh em à. Cây chì này mà sọt vô đích mà phát là coi như là cắn lưỡi luôn anh em. Cho con A đeo để ở cho con này đeo đi. Cái này tốc độ cong 15 bỏ thì uổng quá anh em. Rồi, tạm thời sẽ cho con A mặc đỡ cái này đi. Luffy thì đeo cái này. Ê, con Luffy hay là Nguy Hao ta. Cho con Nguy Hao đeo đi anh em. Cũng không lên được bao nhiêu lượt chiến hết em ơi. Cũng không lên được bao nhiêu lượt chiến hết á. Anh em đợi xíu nha. Hình như là cần phải có cái vũ khí, còn phải có đồ chơi thì mới có thể đột phá được anh em. Xíu thì mình sẽ thêm đợi. Ồ, gương ánh sáng này mà. Gương ánh sáng thì mình sẽ lấy cái áo đi. Cho thêm được món nữa. Luffy. Luffy như là đang mặc. Đó, rồi, ok. Đột phá lên luôn. Ủa, lộn, mình chọn lộn món anh em. Chọn cái áo mới đúng chứ. Đây, hiện tại bây giờ để được hai món rồi. Rồi, xong nha anh em. Cái này có thể là cường quá được không ta? Wow, cường quá lên luôn anh em ơi. Trời, đam to vãi chưởng. Đam to hơn cái vũ khí của này rất là nhiều anh em. Đây. Không biết là chừng nào mới có đủ đồ chơi để có thể giám định được em nữa đây anh em. Tạm thời trước mắt thì giám định xong cái vũ khí của con A xong đi. Rồi sau đó tính qua cái chùy sau. Hên vãi anh em à. Thật sự mà nói là khá là hên. Nếu mà bây giờ mình tách ra hết thì mình sẽ có thể lấy được khá là nhiều món vũ khí Kaido anh em. Nhưng mà thôi, mình để đồ đỏ đi. Để đỏ mà chơi thôi anh em. Lâu lắm rồi mới được một món đỏ. Hên vãi chưởng anh em à. Hên lắm. Rồi, anh em chúng ta sẽ chơi sự kiện thâu tóm mắt quỷ nha anh em. Không còn... còn 27 thùng bia rồi anh em ơi. Còn 27 thùng bia thôi, bây giờ mình sẽ xả hết luôn cho coi. Biết là còn quét được cái ải nào nữa hay không nè. Không có ải nào quét được hết em ơi. Còn lại mấy cái ải kia thì mình chưa có đủ lép để mình quét thôi. Đây, còn cái này quét được anh em. Mát luôn, xúc hết luôn anh em. Anh em đợi xíu nha, mình sẽ xả hết cái đống bia luôn. Nhanh mà, ngàn mấy bia là xả một nốt nhạc xong rồi. Mình sẽ xả hết luôn. Rồi, được một cái. Qua đây.
Đó, mình sẽ xả đều hết luôn em. Lấy hết mấy này sẵn đi. Nữa thì mình sẽ quét mấy cái kia sau. Cảnh mình sẽ đi dược ải mấy cái ải kia rồi sau đó mình sẽ quét sau. Trước mắt mình sẽ úp cho con A trước anh em. Dồn đập cho con A trước đi, rồi lại mấy con kia tính sau nha. Đó, hai món. Tới cái món này luôn, quét luôn. 300 mấy bia nó hết rồi anh em ơi. 200 mấy này, 200 bia, 150 bia, 98 bia. Rồi, sắp hết luôn. Sẽ quét cho sạch luôn anh em. Và sau đó anh em chúng ta sẽ ra mở thâu tóm nha, xem thử là đi được bao nhiêu tầng anh em. Mình sẽ xem thử mình sẽ đi được bao nhiêu tầng với cái đống này đây. Wow, 600 mấy này mà, mình thấy được 613, trời ơi. Ngày thứ hai mà được có 613 thôi anh em mà. Khó nha, để có thể ăn full nữ sự kiện thâu tóm này mình nghĩ là mỗi ngày nạp 20k cũng vẫn chưa đủ anh em. Cũng vẫn không đủ để là ăn full được cái sự kiện thâu tóm này đâu. Vì vậy mà mình phải chơi trước này. Sẽ chơi trước chứ không thôi là tạch anh em. Auto tạch luôn á. Không nhảy bật luôn gì nè. Không nhảy. Có nhiều bạn bảo là đi từ trên xuống. Trời ơi, mình đi từ trên xuống đó nè. Pẹt qua hai bên luôn. Không nhảy bật được anh em. À, được. Ơi, hên hên lâu lâu được con gái nhảy bật thôi anh em. Phẹt. À, nhảy bật. Phẹt. Rồi, không nhảy luôn. Không nhảy luôn anh em ơi. Phẹt. Không nhảy luôn. Trời ơi, phẹt. Không nhảy luôn anh em ơi. Ôi, nhảy được rồi nè. Phẹt. Wow. Tỷ lệ nhảy bật cũng vẫn khá là khó chịu như xưa anh em à. Khá là khó để có thể nhảy được một cái bật. Đây chà, đây nhảy được đó nè. Pẹt. Ok, nhảy được một bạc. Pẹt. Kiếm mấy cái túi nguyên liệu giám định xíu, mình sẽ giám định cái vũ khí cho con ai lên xong rồi mình sẽ chuyển qua giám định cái vũ khí cây đô. Pẹt. Ôi trời. Trời ơi. Là mình bỏ hết hai cái đồng hồ cát này mà. Đen vải. Tiếp luôn anh em ơi, tiếp luôn. Ê, được một có một ô một à. Không nhảy được luôn anh em ơi, không nhảy được bậc nào luôn. Pẹt 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 không luôn anh em ơi, cũng vậy luôn. Và bây giờ mình sẽ xả hết luôn đi, xả nhanh luôn anh em, xả nhanh luôn nha, xả nhanh luôn nha, xem thử là xíu mình sẽ đi được bao nhiêu tầng nha anh em. 2 ngày trôi qua và vẫn nạp 20k mỗi ngày mà cũng không khá gì mấy anh em à, không có khá hơn mấy. Để xíu mình sẽ quét xong rồi mình sẽ cho anh em. Trời ơi, mình vừa mới bỏ qua mấy cơ hội luôn. À chà, phải chậm lại xíu. Không thôi mình lại đánh mất khá là nhiều cơ hội anh em. Ok, sau khi mình chơi xong hết 600 mấy thì mình chỉ lên được cái tầng 77 thôi anh em. Và bây giờ mình đã được có khá là nhiều cái chiêu mộ đơn vàng luôn. 56 cái chiêu mộ đơn vàng anh em. Nếu mà mình chơi hình như là mình ăn được cũng khá cái móc đó anh em. Cái móc sự kiện tích tích chiêu mộ anh em. Tích chiêu mộ mình hình như là cái móc đó mình sẽ ăn được cái móc bia luôn anh em à. Chiêu mộ đặc biệt nè. Cái móc 80 thùng bia đây, móc 80 thùng bia là ở cái móc 2.500 anh em. Móc 2.500 nha. À, cái móc 2.000 mình sẽ ăn được thêm cái bộ cái bản đồ anh em à, 2.000 nè, 2.500 nè, rồi mình chỉ ăn được khoảng cái tầm hai móc thôi anh em, 56 cái mình nghĩ là chắc là đủ anh em. Ủa, hiện tại bây giờ như là mình không tới được 2.500 anh em ơi. Chiêu mộ đặc biệt hiện tại thì bây giờ mình đang ở đâu đây ta, 2.500 mà 70% rồi anh em à, 30% mà tương đương với lại khoảng 75 anh em, 75 vé nữa chứ, 35 7 30% 75 vé mà hiện tại bây giờ mình chỉ có 50 mấy vé thôi, 56 vé là không có đủ rồi anh em ơi. Không có đủ chơi thì mình cần phải chơi thêm một mớ cái thằng nữa thì mới có đủ. Đây hình xăm 5 sao khá là nhiều anh em. Tối nay rảnh mình sẽ chú Linh mấy cái hình xăm lên luôn, xem thử là ngày hôm nay mình sẽ tổng kết là lên được bao nhiêu lượt chiến anh em. Mình sẽ chú Linh mấy cái hình xăm luôn. Anh em nào mà chưa biết cái chú Linh hình xăm có thể là xem lại cái video cũ, cái video nông dân ngày thứ thứ ba hay sao ấy, anh em. Ngày thứ ba nha. Đó, hình xăm 5 sao có phút luôn anh em ơi. Đây mình sẽ lấy thêm hai món nữa. Hai món đây anh em. Rồi xong.
Còn mấy cái này chắc mình sẽ để sau đi, để tính sau nha. Đó, mặc vô cho con Luffy luôn. Chắc mình sẽ lấy thêm cái bộ Zogo nữa, cho một con nào đó nó mặc cái bộ Zogo nữa. Đây, tạm thời thì con Mihawk sử dụng đỡ đó thôi anh em. Hình xăm 6 sao anh em ơi, hình xăm 6 sao đây. Hồi nãy mình được thêm một cái hình xăm 7 sao nha anh em. Hình xăm 7 sao, wow, nguyên liệu thức tỉnh hơi bị nhiều quá anh em ơi. Được biết bao nhiêu nè, mình nghĩ là đủ sức để mà thức tỉnh ở lộn giám định xong cái vũ khí cho cái con ai rồi đó anh em. Đủ để mà đột phá nó lên đỏ luôn em, đủ đột phá lên trang bị đỏ luôn ấy chứ. Rồi, ok, xong. Lên trang bị đỏ thì không biết mình đủ giám định nó hay chưa thôi chứ tới đây mình dư sức rồi nè. Giám định luôn. Rồi. Ok. Đó, gèn luôn. Mát gèn luôn không? Không không mát. Mát rồi anh em à, mát rồi. Để mình xem thử. Wow, full lép luôn em à, full lép luôn nè. Đây bây giờ mình up lên thì mình sẽ bị mất đi cái dòng tốc độ cong thì nó khá là uổng anh em. Mất đi cái dòng tốc độ cong ha. Bởi nãy mình giám định cái bộ trang bị Zogo anh em, giám định cái bộ trang bị Zogo nó sẽ ngon hơn. Tại vì lấy được cái dòng hồi, hai cái dòng hồi cong nữa chứ. Có khi nào sai lầm không ta? Lúc bộ này có vẻ như nó hơi sai lầm tí xíu anh em. Hơi ẩu một xíu. Thôi kệ đi, sử dụng đỡ anh em. Đúc lại nè, xác suất né hồi cong nè, bị cong giảm sĩ khí nè anh em. Cái dòng hồi công này thì mình sẽ đút lại. Đó. Xác suất né thì mình sẽ để luôn. Ai chà, thiếu đang thiếu đá đỏ mà còn không ra được cái dòng tốc độ công nữa chứ. Tốc độ công đây, ok, ra nè anh em. Cái dòng này sẽ lên được chiến cũng khá là nhiều nha anh em. Rồi, xíu nữa mình sẽ tổng kết lại xem. Bây giờ mình sẽ gọi hết đá luôn anh em, mình sẽ đút full cái dòng hồi công luôn đó đã. Các cái dòng mình cần thì cũng đã có hết rồi nè. Né nè, tốc độ công nè, hồi công nè, bị công giảm sĩ khí đầy đủ, đều có tất cả anh em à. Không biết là chắc không đủ để mà giám định cái bộ cho cái món vũ khí cho Kaido đây anh em. Không đủ đâu. Cái vũ khí của Kaido cần phải có nhiều nguyên liệu giám định lắm mới là giám định được đó. Đầu tiên thì chỉ có 50 thôi anh em, nhưng mà càng về sau thì nó sẽ càng nhiều. Mình nghĩ là cái đá này với lại cái đá này đủ à, nhưng mà nó sẽ thiếu cái này anh em. Thiếu cái này nè, hình như xíu nó sẽ lòi ra thêm cái đá đỏ nữa thì phải anh em. Đây. Đó, bây giờ nó lòi ra cái đá đỏ nè, và thêm 48 cái này nữa. À, cũng không cần, không có nhiều anh em. Mình nghĩ rằng chắc mình có thể là giám định full được cái vũ khí của Kaido á. Mát lép luôn nè. Đột phá lên, đột phá thì nó có thể là sử dụng mấy cái vũ khí của Zogo hoặc là của con Chopper anh em. Anh em thích thì có thể là gắn vô thôi, gắn vô để mà đột phá. Đồ Kaido cho dành cho mấy anh em nông dân nói chung là cũng khá là dễ xài anh em à. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ xả nhà hàng anh em. Thử nhân phẩm xem thử như thế nào đây. Vẫn chưa có, không biết chừng nào mới fit cái nhà hàng ra anh em à. Thêm những con tướng mới rồi để anh em chúng ta đỡ bả hơn xíu. Biết nào được chiêu mộ qua được mấy con tướng xịn sò hơn thì sao anh em. Sanji, xanh tóc đỏ hay là chiêu mộ luôn được cả hẳn Gozer hay là Shingoku Big Mom. Wow, đó chỉ có thể là trong mơ thôi anh em à. Gặp mẹ trong mơ thôi. Rồi, ok, bây giờ sẽ tiến hành chiêu mộ nha anh em. Rồi, ok, giờ mình sẽ chốt kèo là ngày hôm nay mình sẽ lên được bao nhiêu lượt chiến nha anh em. Hiện tại bây giờ cái thông tấn mắt quỷ thì mình cũng đã đi tới cái đằng là khá là cao rồi anh em à. 92, mình đã được khá là nhiều tài nguyên. Và bây giờ mình sẽ lấy hết cho anh em, mình sẽ úp hết cho con A luôn. Không biết là bây giờ mình có đủ nguyên liệu để mình có thể thức tỉnh được con A không anh em à. Đây, A khá là nhiều anh em ơi, A nhiều lắm. Và thêm một mớ chiêu mộ linh vàng này kia các kiểu nữa. Xíu mình sẽ xả hết luôn. Và hình xăm 6 sao anh em à. Đó, ngon lành củ hành luôn nha. Không biết là đủ nguyên liệu để mà giám định con cái vũ khí cho cái con Mihawk chưa nữa. Ok. Wow, thiếu mỗi 6 con A thôi anh em à. Thiếu 6 con A thôi là mình có thể là thức tỉnh được em thôi. Còn thiếu tí xíu thôi nha anh em. Khá là tiếc. Ui, SP kỹ năng khá là nhiều. Dứt hết luôn anh em ơi. Ngại ngùng gì nữa mà không dứt bây giờ. Xúc luôn. Rồi luôn anh em. Wow, gần lên được 300m rồi anh em, gần lên được 300m rồi. Tới lượt con Mihawk nha. Mihawk mình sẽ cho em lên luôn, mát lép luôn. Đó. Up skill của Mihawk lên, skill cuối của Mihawk cũng khá là ngon nha anh em. Skill cuối của Mihawk thì thời gian càng lâu thì em nó chém càng thốn. Vì vậy mà anh em cũng, mình nghĩ là anh em cũng nên lên skill cuối cho Mihawk á. Navigot nữa. Skill cuối Navigot quên mất tiêu anh em. Khá là quan trọng mà lại quên mất.
quên mất nhỏ em gái của mình anh em à, nhỏ em ruột, em bà con xa, xa lắm, xa lắm mà yêu lắm mà thương lắm mà đau lắm anh em ơi. Rồi ok. Tới nha anh em, tới luôn, quất hết luôn. Rồi xong đó, hiện tại thì bây giờ chỉ được bao nhiêu thôi anh em ơi. Vũ khí của con Mi Hao ghép à, trời ơi toàn vũ khí cửa bắp gì đâu không gì ta. Rồi ok, mình cũng được khá là nhiều mấy cái gương trang bị nè anh em, mình sẽ lấy hết luôn, mình sẽ úp cho cái vũ khí cho cái con Mi Hao luôn. Anh em đợi xíu nha, mình sẽ dồn úp lực chiến cho mấy con này cho nó trâu trâu hơn xíu đi, ải cho nó khỏe xíu anh em. Trời hết đá đột phá luôn rồi, ngồi luôn xong khiên luôn, bắt ổn luôn anh em à. Được có 5/10 đá anh em à, được có 5/10 đá. Bây giờ mình có thể là vô trong cái shop giảm giá để mình mua đồ anh em. Wow, tích chưa mộ được à, 15 cái bản đồ nữa. Rồi dư sức anh em. Dư sức thức tỉnh ai luôn này, chứ là thức tỉnh cộng 10 luôn anh em, chứ đừng nói cộng 1. Rồi ok, thức tỉnh ai nha anh em, ngày thứ hai và thức tỉnh ai luôn này, quá là ngon anh em ơi. Đó vô thức tỉnh luôn, 9 mảnh rồi anh em ơi, đủ lên được có 1 sao à, đủ được có 1 nháy một anh em à. Đó xong hết siêu quách, không còn gì mà để chơi nữa, được con tướng đầu tiên lên 7 sao và nhận được cái skin A lên 7 sao, được cái skin bắt đầu cái danh hiệu mới anh em. Mặc luôn này, mặc đỡ anh em, mặc tạm thôi, xem thử còn gì mặc vô cho con. À được hai món anh em, được hai món nè, Mi Hao, Luffy. À xong không còn gì để mà chơi nữa anh em. Giám định hiện tại bây giờ còn thiếu đá nè, anh em có thể cho vô trong cái shop giảm giá đặc biệt, anh em mua đá đỏ. Đá đỏ với cái giá bao nhiêu ta, 400 ngọc hả, ngồi mua luôn đi, giám định luôn anh em. Lỡ rồi, chơi luôn, giám định luôn, phẹt. Rồi xong phim à, để xem thử cái dòng tốc độ công này lên lực chiến khá là nhiều anh em à. Bây giờ mình sẽ lấy cái dòng tốc độ công đây, tại vì hiện tại thì bây giờ mình đâu còn đá để mà chơi đâu anh em. Bây giờ mình cần phải có hai viên đá nữa để làm food up lên, xong rồi sử dụng đá 7 màu thôi anh em. Sử dụng đá 7 màu, đẩy đá 7 màu nãy mình có khá là nhiều. Vì vậy mà mình cần phải có một cái hai viên đá đỏ nữa để mà làm cái phôi up lại hai dòng nào đó lên thôi anh em. Là xong luôn. Đó. Quá là ngon chưa? Lực chiến lên kinh khủng khiếp. Cái này mình thay qua cho con A nó còn lên dữ dằn đó anh em. Ghen nè, mát luôn. Rồi hết siêu quách luôn anh em, cường quá luôn, hết hết đá cường quá luôn này. Đây lực chiến là được bao nhiêu đây, 770m thôi anh em, 770m thôi. Nếu mà thay cái vũ khí này qua cho con A thì mình sẽ lên được bao nhiêu lực chiến ta. Ui 800 mấy chục m luôn anh em à, 850m luôn. Mà thay qua đây thì mình sẽ bị mất đi cái dòng cuối của cái dòng tốc độ công này, cũng khá là ổn ha, mất đi cái dòng tốc độ công. Đây nếu mà mình thêm một món nữa mình sẽ được thêm cái dòng hồi công anh em. Thôi tạm thời đeo như vậy đi cho nó đẹp trai chút xíu, xíu nữa mình sẽ xem thử là còn gì để làm hay không anh em. Vậy cho 9 cái chiêu mộ lệnh vàng anh em à, 9 cái chiêu mộ lệnh vàng thì cũng không có đủ để mà ăn được cái móc nào hết anh em à. Để mình xem thử đây, chiêu mộ đặc biệt nè, cái móc kia là hiện tại giờ 93%, 2500 mà 93% rồi anh em à, thì 10% là tương đương với lại 25 miếng, 15-25 miếng, mà bây giờ mình đã được 7 miếng rưỡi rồi, 7 miếng rưỡi rồi, còn lại 17 miếng rưỡi anh em, 17 miếng rưỡi nữa mới đủ. Tính theo gửi gửi anh em à. Rồi, không đủ anh em, không đủ chơi rồi. Thôi để dành ngọc đi, để dành ngọc ngày mơ chơi tiếp. Bây giờ anh em chúng ta sẽ tiến hành up cái trận pháp. Đây cái trận pháp hiện tại bây giờ là lên 49 mát hết rồi em à, 49 cho lên 49 luôn. Đó. Cái này mình cho lên 50 luôn. Xúc lên 50 luôn anh em à. 50 luôn. 50 mình sẽ mở thêm gì hết ta? 52 anh em à, 52, 55 tốc độ công thêm 10% nữa nè. Đây bây giờ sẽ lên cho 55 luôn anh em. Biết đâu được mình sẽ lên được tới 55 hết rồi sao? Mình nghĩ là dư sức lên 55 anh em ơi. Anh em đợi xíu nha, mình sẽ up lên cho anh em xem. Ok, cuối cùng up xong cái thiên thư rồi anh em. Lực chiến của mình đã lên được 1.02B rồi anh em. 1.02B rồi. Full bạn rồi nha anh em. Danh sách kết bạn đã full này. Chà, Vincenzo 4.12B VIP vãi gì ta? Lép 81 nè. Ai, kinh khủng khiếp. Thiên thư, bây giờ anh em chúng ta sẽ qua tới cái thiên thư đi. Không lẽ bây giờ mình đột phá cái thiên thư lên luôn chứ. Thôi, để ngày mơ đi anh em. Gán nhịn đi, gán nhịn ngày mơ mình sẽ đột phá cái thiên thư lên. Bây giờ anh em chúng ta sẽ cường quá tiếp bên đây đi.
Cường hóa tiếp bên đây cho nó mát lép luôn đi. Tăng thêm HP nhưng mà phải đột phá em ơi, mình sẽ đột phá luôn em. Mình sẽ đột phá hai cái lên luôn. Tăng giới hạn HP hoặc là mình sẽ dồn một bên hải tặc thôi. Rồi, ok, danh sách tướng bây giờ anh em chúng ta sẽ up sao cho mấy con tướng lên nha. Để mà tăng có lực chiến lên em, 1 2. Ok, như là đủ lên 4 sao nè, đủ lên 4 sao nha. 6 mảnh như mình nghĩ là đủ lên 4 sao đó. 3 sao, 4 sao anh em à. 4 sao sẽ tăng được thêm một mớ lực chiến nữa. Wow, 3 triệu mấy lực chiến rồi anh em à. Tăng phát lên 3 triệu mấy lực chiến, God nè. Trời ơi, mảnh God nhiều vãi chưởng. Nhiều lắm anh em ơi. Nhiều đây dư sức lên 7 sao luôn á chứ. Thôi nhưng mà mình chỉ lên được mình lên 5 6 sao là dừng là được anh em. 6 sao nữa rồi. Trời, 6 sao lên hẳn 15 triệu anh em ơi. Vãi chưởng, nhiều dữ ta. Mắt cô nè. Trời, mắt cô có 2 mảnh là khỏi khỏi lên luôn. Jin B 3 mảnh không đủ lên 4 sao. Con nào là không đủ đến 4 sao thì anh em khỏi lên nha. Anh em chỉ nên lên 4 sao thôi. Hoặc là được thì anh em lên 6 sao luôn được cũng được. 6 sao thôi anh em sẽ tăng được khá là nhiều lực chiến nữa. Đây 6 sao 2, 15 triệu anh em à. Cứ 15 lên phát là lên được 15 triệu. Mai mình đột phá cái thiên thư là lên nữa. Là lực chiến nó sẽ còn tăng nữa nha anh em. Lực chiến nó sẽ còn tăng lên rất là nhiều á. Trời ơi mình lỡ chớn rồi, quất lên 6 sao đi. Đây 1,1B gần B1 anh em à. Cái này mình lên khoảng 46 sao thôi anh em. Con này chắc mình nghĩ là lên 6 sao cho rồi đi. Giờ mấy cái hồn đăng sao tướng mình chả biết làm gì hết. Úp hết lên luôn nha anh em. Đây lên 6 sao luôn. Còn con gì lên nữa hay không? Luffy kit cũng nhiều rồi anh em. Dứt luôn. Lên luôn. Lên 6 sao rồi anh em ơi. Mỗi ngày mình sẽ ra một tập thôi anh em. Chứ mình phải đợi tới tối mình tổng kết lại xem thử mình lên được bao nhiêu lực chiến nữa anh em. Chứ mình cứ làm gấp mình up lên thì nó sẽ không có chi tiết được. Vì vậy mà mỗi ngày mình sẽ lên một cái video về cái tựa game, về cái series này thôi anh em. Sau khi mà xong mình chắc mình sẽ làm thêm cái series gì ta, series nạp nhiều hơn xíu anh em, như là 50k chẳng hạn anh em. Đó, còn cái ạc này sau khi mà ấy xong thì mình sẽ tặng cho anh em nào may mắn nha. Anh em nào may mắn thì lụm lúa thôi, lụm cái ạc thôi anh em, về chiến thôi anh em. Không đủ hồn tăng sao tướng hả? Hết hồn tăng sao tướng rồi anh em ơi. Rồi xong. Hôm nay chốt kèo chắc là chỉ được khoảng bao nhiêu lượt chiến thôi anh em. Và bây giờ mình còn cái nữa mình chưa làm, đó chính là cái hình xăm anh em. Chú linh hình xăm, hiện tại bây giờ mình chưa có chú linh xăm nè. Giám định. Ủa lộn. Ủa. À mình cái này mình chú linh gọi anh em nhưng mà mình chưa có. Ủa. Chưa có chú linh xong. Để bây giờ mình sẽ chú linh cho anh em xem. Rồi bây giờ mình sẽ up vào mấy cái hình xăm đi. Mấy hình xăm này thì nó vẫn còn dang dở anh em, có mấy cái chưa lên full sao được nè. Bây giờ mình sẽ cho nó lên hết 7 sao anh em à. Đây cái này mình sẽ chuyển qua cho cái này đi. Lên 7 sao hết luôn anh em. Rồi xong, anh em đợi xíu nha, mình sẽ vô trong trang bị và mình sẽ up tiếp một cái lên 7 sao nữa. Ở đây có hai cái bằng mắt lép nè anh em, Ineo với lại con ấy đang ấy nè, bây giờ mình sẽ dung hợp lại. Rồi luôn, xong. Bây giờ mình sẽ truyền một cái hình xăm hồi sĩ khí nữa anh em. Có hai cái này thì không phải. Đây, có luôn, truyền qua luôn. Có một con nãy như là đang đeo, không phải là cái hình xăm hồi sĩ khí để mình xem thử nha. Đây, gầu trắng. Gầu trắng đầu chặn vô hồi 80 điểm sĩ khí thì cũng được đi anh em. Thôi, tạm thời xài đỡ đó đi. Rồi, xong. Ủa, mình dư hết một cái rồi anh em, mình dư hết một cái rồi nè. Dư hết một cái rồi anh em à, vậy là xíu mình sẽ tách bớt một cái ra. Cái hình xăm 7 sao thôi. Đây xong. Mình sẽ tách bớt mấy cái hình xăm 6 sao không cần thiết ra luôn. Đây 7 sao mát lép là tách hết luôn anh em. Rồi xong. Bây giờ thì mình có hình xăm 5 sao khá là nhiều rồi anh em. Cho nên là bây giờ mình Luffy khi 4 cường quá mát lép. Cường quá mát lép luôn. 118 rồi anh em à. Cái này mát lép hết rồi anh em à. Mát lép. Rồi ok. Bây giờ anh em chúng ta sẽ tiến hành chú linh một vài cái hình xăm lên 5 sao. Ê anh em cần phải mát lép thì mới có thể là dung hợp lại nha anh em. Đó mát lép thì mới có thể là dung hợp lại. Hình như là mình để số 1, 2, 3, 4 này phải anh em. 1. Ủa. À mình để lộn số rồi anh em à. Anh em đợi xíu nha, mình set up mấy cái nút lại. Số 3 là cái dấu ít chứ.
số 1, số 1 đây, cường quá. Đây mình sẽ chọn cái này chứ. 1 nè. Số 2, số 2 ngay đây rồi, ok. Số 3 ngay đây rồi, ok luôn. 2 3. Đó, như vậy mình sẽ làm khá nhanh em. Khỏi phải đưa chuột thừa lưa hết. Anh em cũng có thể là sử dụng autolit, nhưng mà autolit thì anh em phải lướt xuống nữa, cho nên là nó gói lắm, nhiều khi nó lít là bậy bạ nữa đó. Anh em chỉ việc setup mấy cái nút bàn phím mà giờ như vậy thôi, bấm như vậy thôi anh em, xíu anh em chúng ta sẽ up xong hết mấy cái này rồi. Ok xong, bây giờ mình sẽ tiến hành mình sẽ up hết cái đống này, sau đó là anh em chúng ta sẽ chú link sau nha. Ok cuối cùng thì cũng xong hết anh em, bây giờ anh em chúng ta sẽ tiến hành dứt anh em, tiến hành giải quyết cái tụi hình xăm của ngay trước đi. Bây giờ mình sẽ chú linh trước cho anh em, mình sẽ chú linh cái hình xăm, xạ thủ thủ vật lý, xạ thủ cái dòng này chưa nè anh em. Bây giờ mình sẽ kiếm thêm cái dòng công vật lý nữa cho nó trâu trâu một xíu. Chú linh, trời ơi không ra rồi anh em à, mình sẽ tiếp tục luôn, mình sẽ tiếp tục nha anh em. Xạ thủ HP tối đa, thôi mình sẽ lấy cái dòng sát sát thủ tiếp đi. Đó, tiếp luôn anh em. Xạ thủ thủ phép, trời ơi không ra anh em à, để mình xem thử đây. Sát thủ không ra nữa anh em à, anh em nên kiếm hai dòng sát thủ xạ thủ công vật lý anh em, hai dòng xạ thủ công vật lý nha. Trời ơi nó không ra luôn anh em à, nó không ra luôn rồi anh em ơi. Chắc hồi nãy xíu mình sẽ không đủ đồ chơi quá, đây chọn luôn chú linh không ra rồi anh em ơi, đen vải không ra luôn rồi, chết rồi. Cái này mà không không ra nữa thôi mình đổi lên cái trên anh em à. Ơi bây giờ mình sẽ kiếm cái dòng dành cho con xạ thủ đã, xài đỡ đi. Trời ơi nó không ra luôn, nó ra toàn cái gì đâu không rồi anh em à, xạ thủ thủ phép nè, rồi thay thế xài đỡ anh em. Công vật lý ok, xíu tí nữa mình chọn lộn anh em. Xíu tí nữa là chọn lộn cái dòng khác là coi như là tạch nha anh em. Ồ tưởng đâu nó bị lắc đứng hình chứ. Anh em có thể là dùng ngọc để mà tẩy lại cái dòng đó, nhưng mà tốn ngọc lắm anh em ơi. Vì vậy mà mình nghĩ là anh em không nên sử dụng ngọc để mà tẩy lại đâu. Cố gắng chú linh đây, nếu mà chú linh tới khúc cuối mà không được thì anh em nên chọn cái dòng khác để cho nó giảm lại, cho nó không có tăng lên mát lép thôi. Mát lép thì anh em không có thể nào mà tẩy lại được đâu. Rồi ok tiếp nha anh em, mình sẽ giải quyết hết xong cái đống rồi đó. Ok kết thúc ngày hôm nay mình nghĩ chắc được khoảng tầm 1,33B là hết siêu quách rồi anh em à. Nhưng mà với cái ạt mà so với cái ạt nông dân là không nạp anh em, thì tới cái ngày thứ tư mới đạt được cái mốc 1,33B anh em. Còn nạp 2VK mỗi ngày thì đến ngày hôm nay thì mình đã đạt được cái mốc 1,33B khá là nhanh, gấp đôi, tăng cái thời gian là gấp đôi so với không nạp anh em, nó chỉ gấp đôi thôi đó. Cho nên là anh em có thể so sánh thử nông dân không nạp với lại nông dân nạp thì nó sẽ chênh lệch nhau như thế nào. Với mấy anh em nạp nhiều thì sẽ có lợi thế hơn nữa, đó chính là nhận được mấy cái danh hiệu anh em, mấy cái danh hiệu hồi công, hồi sĩ khí, tốc độ công này kia các kiểu anh em nhiều hơn so với những cái bạn mà không nạp á. Đó, chủ yếu là nó mạnh, chủ yếu là ở nhờ vào các cái danh hiệu anh em, quan trọng nhất vẫn là các cái danh hiệu thôi. Còn lại thì lực chiến to hay thấp nó cũng không quan trọng bằng so với là việc anh em có nhiều hay ít với danh hiệu liên quan đến mấy cái dòng đó. Rồi ok xem thử còn cái chỗ nào để mà úp nữa hay không anh em. Ngày mai anh em, ngày mai mình sẽ úp lực chiến nó sẽ còn nhiều hơn rất là nhiều so với ngày hôm nay. Ngày hôm nay tạm thời là chỉ được như vậy đó anh em. Ngày mai sẽ được thêm hai cái chiêu lệnh vàng bia này cái kiểu nè. Hôm nay là đua top vậy ta, hạng top đấu trường anh em à. Wow, mình cũng chả đi đấu trường đó. Ui hạng 600 xa dưới nè. Mình sẽ quýnh với lại các bạn hạng 360 đi. À, có một bạn hỏi mình là tại sao để mấy con tướng tay dài ở phía trước. Chủ yếu là cho mấy con tướng này á anh em, khi mà tướng tay dài của mình nó chạy lên đây mình sẽ cho anh em xem nè. Đây khi mà mấy con tướng tay dài nó chạy lên tới đây phải không anh em, nó sẽ dừng lại ở đây nó bắn đó, mấy con tướng chạy sau lên nó sẽ tiếp luôn, và mấy con tướng tay dài của mình sẽ khóa chiêu được mấy con tướng bên kia, nó lợi thế chỉ thôi anh em, đơn giản là nó chỉ lợi thế như thế thôi anh em, chứ nó ngoài ra nó cũng không còn tác dụng gì khác nữa. Wow, đụng độ với lại một thanh niên nạp khá nhiều anh em à. Kaido nè, linh hồn Kaido, Kaido vải trưởng đánh đồng lại rồi anh em ơi, 7,794M thôi, nhưng mà khá là VIP, nông dân hạng 12,
Hạng 6. Ok, mình sẽ quấn với lại bạn hạng 6 để xem sao. Hạng 6 có gì đây? Trời, sao anh tóc đỏ luôn, vải chưởng chứ. Mình biết mấy cái ạc là ạc gì luôn anh em, nhưng mà tại mình không nói thôi. Ok, xanh tóc đỏ bên kia quá là ngon anh em ơi. Ạc top 1 rồi, tạm thời mình đánh tới đây thôi anh em. Mình có thể là chắc có thể là lên được cái hạng cao hơn xíu nữa, hạng 9 chẳng hạn, hạng 2 thì quá đông lại anh em à, hạng 10, hạng 8 đi. Tao thiên nề xúc của bạn hạng 8 để xem sao. À, mình nghĩ là có thể là win được các bạn hạng 8 anh em ơi. Ôi trời 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 trời, vô máu dữ vậy ta, cũng khá là vip anh em ơi, hơi bị căng đó nha, nhưng mà mình dư sức có thể là win được anh em. Ôi mấy cái con lính nó trâu vãi chưởng luôn anh em à. Hạ gục con ai bên kia xong là còn lại giải quyết mấy con lính nè, không biết là chừng nào xong được mấy con lính ở đây. Rồi ok, kỹ thao win nhưng mà nó sẽ tốn thời gian khá là nhiều anh em à. Thôi tạm thời ở cái hạng này cho vui thôi anh em, chứ cái móc đua top đấu trường nó cũng chả có quan quà gì quan trọng hết. Ngày mơi thì ngày thứ ba hứa hẹn sẽ up lượt chiến nó sẽ nhiều hơn nha anh em, ngày thứ ba lượt chiến nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Vì vậy mà anh em cố gắng đợi mình ngày thứ ba nha, hôm nay mình chưa có làm hết cái nhiệm vụ nó, bây giờ mình sẽ rảnh rồi mình sẽ ngồi làm hết tất cả các nhiệm vụ này cho anh em xem, và ngày thứ ba thì mình sẽ up tiếp tục up lượt chiến cho anh em xem thử là sẽ lên được bao nhiêu lượt chiến. Tạm thời sẽ dừng ở đây thôi, 1733B. Rồi ok, kết thúc cái series nông dân ở đây nha anh em. Hẹn gặp lại, lộn chích, kết thúc cái series ngày thứ hai, mỗi ngày chỉ nạp 20k ở đây. Và hẹn anh em ở cái ngày thứ 3 và ngày thứ 4 nữa. Đó, ngày thứ 4 mình sẽ chốt sổ, mình sẽ tặng ạc cho anh em nào may mắn lụm trước. Rồi ok, cảm ơn anh em rất nhiều, tạm biệt anh em, bye bye anh em.